Hi, xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay cửa hàng đồ câu Fishmark muốn giới thiệu tới tất cả các bạn một cái sản phẩm, đó chính là cái túi đựng cần câu Fishmark Black. Có hai size là 1m25 và 1m5. Trên tay mình đây đó chính là chiếc túi đựng cần câu Fishmark Black ha. Một cái kiểu túi đựng cần kiểu mới, đó chính là cái hướng đến cái sự gọn nhẹ, mềm và cảm giác thoải mái cho người mang. Thay vì những cái chiếc túi đựng cồng cành nó rất là to hoặc là nhìn rất là thô, thì đây là một cái kiểu dáng túi thời trang đẹp và bền. Rồi, và chúng ta hãy cùng xem chi tiết cái túi đựng cần này từ bên ngoài cũng như là bên trong ha. Nhất là về bên ngoài thì chúng ta có thể thấy ở đây rằng đây là chính là một cái lớp mà lớp vải dù màu đen nhưng mà nó rất là sát và êm. Đối với cái dòng vải này thì nó sẽ giúp cho cái túi khi nào nó cũng sẽ giữ được cái đồ sang trọng và đẹp. Thứ hai là về cái khóa kéo, thì khóa kéo của túi này được sử dụng là khóa kéo IKK. Thì chắc là mọi người đều biết là về cái độ bền của khóa kéo IKK cũng như là cái tính năng chống reset từ khóa kéo này. Rất là chắc chắn và bền khi sử dụng cái loại khóa kéo này ha. Đường may thì ok rồi ha, đường may rất là tinh tế đây, rất là sát, chắc chắn ha, nó sẽ không có dễ bị bung chỉ. Và dây quai thì ở đây là cái loại dây dù mềm, kèm theo một cái tấm lót ở đây là lót mềm, khi mà mang lên trên vai hay là đeo lên trên người thì nó sẽ không có cảm giác là bị đau. Và đây là về cái bên ngoài, thì còn bây giờ chúng ta hãy xem bên trong của cái túi này sẽ như thế nào ha. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem cái túi này sẽ chứa được cái cần câu như thế nào. Ok, rồi đây là mình đã bỏ sẵn cái hai cái bộ cần câu kèm máy và một cái bộ cần câu rời, thì nhìn rất là gọn vậy nhưng mà khi mà bung ra chúng ta có thể thấy rằng là vì được thiết kế thông minh là cái chỗ này nó sẽ là bè ra, thành ra chỗ này sẽ chứa được nhiều máy câu. Tuy rằng cái chỗ này thì nó sẽ là ngắn hơn, có 10cm thì chỉ chứa được 2 đến 3 bộ cần thôi. Nhưng mà vừa cái việc mà được bè ra chỗ này thì chúng ta có thể thấy rằng chỗ này vẫn chứa được nhiều máy câu ha, để đảm bảo rằng là khi mà mang 2 3 bộ cần câu đi câu thì vẫn sử dụng được. Và bên trong này đó chính là cái lớp mút xốp rất là êm này, mọi người có thể thấy rất là êm. Và cái mút xốp này nó sẽ có tác dụng là bảo vệ những cái máy câu này, nếu như mà có những cái va chạm bên ngoài tác động vào thì nó vẫn là không ảnh hưởng đến máy câu nếu như mà không may bị va chạm gì đó ha. Rồi, đây là bên trong đấy. Đó. Và một cái điểm đặc biệt của cái túi đựng cần câu này đó chính là mà nhiều anh em cần thủ rất là quan tâm, đó chính là cái khả năng chống nước của cái túi này. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái chai nước để mình cho tưới lên xem là cái khả năng chống nước thế nào ha. Rồi, ok, đây là chai nước ha. Đấy, các bạn có thể thấy là mình vừa tưới nước lên cái túi này. Đây. Thì cái với những cái việc mà thiết kế cái lớp vải ngoài này nó là rất là thông minh, thì cái khả năng mà khô rất là nhanh. Nó không có kiểu như là nó thấm như các loại vải khác ha. Nó sẽ khô rất là nhanh. Rồi, và chúng ta cùng xem bên trong nhé. Bởi vì được thiết kế hai lớp, mà một lớp bên ngoài lớp vải dù và bên trong này là lớp mút xốp, nên là nước sẽ không có thấm vào bên trong này được ha. Tuy rằng mình cũng đã tưới và đây vẫn rất là bình thường. Người có thể thấy nước không có dễ dàng vào trong này. Và cái việc như vậy thì sẽ làm cho trong này nó sẽ không có bị ẩm và ảnh hưởng đến máy câu hay ha. Nhưng mà nếu như mà trường hợp mà các bạn mà mưa lớn thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ khi mà nước sẽ về vệ sinh lại rồi, đúng không? Rồi, đó là cái một cái tính năng rất là hay từ cái túi này. Và bây giờ mình sẽ mang lên để cho mọi người cùng xem là khi mang lên cái túi này như thế nào. Đấy, ở trong này là đến 3 bộ cần và 2 cái máy câu. Rất là nhẹ nhàng, cảm giác nó không có bị nặng như các cái loại túi khác khi mà mang lên trên người. Túi này mang mình đi cảm thấy rất là thoải mái ha. Rồi. Và ở đây với việc có hai size là 1m25
và đây là size 1m5. Thì nó sẽ giúp cho gì? Giúp cho các anh em tập thủ có thể lựa chọn được cái size để phù hợp với cái chiều dài kích thước cần câu của mình ha. Các anh em cần thủ có quan tâm đến sản phẩm này hoặc cần tư vấn thêm, có nhu cầu đặt hàng thì hãy liên hệ số điện thoại bên dưới hoặc để lại bình luận ở bên dưới, sẽ có người gọi điện tư vấn trực tiếp cho mọi người ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người có những chuyến đi câu thật là vui vẻ.